khán giả tranh cãi giá vé concert Rap Việt đắt đỏ. Các bạn đang theo dõi kênh tin tức giải trí DNews. Tiếp nối sức nóng của mùa 1, ban tổ chức Rap Việt quyết định mang đến tin vui cho khán giả bằng live concert Rap Việt All Star. Chương trình quy tụ dàn huấn luyện viên, ban giám khảo cũng như những thí sinh tài năng. Tại concert, người hâm mộ sẽ được xem những tiết mục được đầu tư quy mô lớn, cảm nhận sự thăng hoa của rap. Sau khi nhận được thông báo về chương trình, người hâm mộ liền bày tỏ sự háo hức. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có đêm nhạc chỉ dành riêng cho rap. Vé tham dự concert cũng đã được mở bán, kèm theo đó là nhiều vật phẩm khác nhau fan có thể sở hữu. Bên cạnh sự chờ đợi của fan, cư dân mạng cũng tranh cãi gay gắt về giá vé của chương trình. Cụ thể, hai hạng vé cao nhất được bán ra là cư dân mạng đã so sánh với giá vé 2,2 triệu của concert Rap Việt với mức vé của idol K-pop về Việt Nam tổ chức đêm nhạc và nhận thấy mức giá của chương trình đưa ra là quá cao. Nhiều khán giả có cho rằng dùng số tiền này để xem concert của Blackpink hay Winner vẫn còn tốt hơn. Trong một diễn biến khác thì nhiều fan cho rằng giá vé đắt thì chất lượng chương trình sẽ cao. Hơn nữa, Rap Việt cũng quy tụ những ngôi sao đình đám của làng rap, con số 2,2 triệu đồng là vô cùng xứng đáng. Dù gặp không ít những tranh cãi nhưng vẫn không thể phủ nhận Rap Việt có độ phủ sóng ổn định. Tổ chức concert cũng là một bước đi khôn ngoan của chương trình nhằm mang rap đến gần hơn với khán giả. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý trong ngày. Các bạn đừng quên bật chuông thông báo kênh tin tức giải trí DNews để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất mỗi ngày.